Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Bông nha. Hiện tại thì Bông đang cách ly ở nhà từ thứ sáu cho đến ngày hôm nay. Thứ năm á, tụi Bông vẫn đi làm bình thường. Tại vì trước đó thì nhà Bông có hai bạn bị test Covid á, mà chưa có kết quả. Thì vào chiều lúc 3 giờ thứ năm thì khi mà nó có kết quả thì công ty đã cho cả nhà mình, 4 người còn lại về để chuẩn bị đợi test. Thứ sáu thì công ty có mang cây test nhanh tới cho tụi mình. Nhưng mà mọi người ơi, như Bông đã nói là không phải ở Nhật cái gì nó cũng tốt. Đặc biệt là về cái mảng dịch vụ y tế thì Bông chưa bao giờ Bông đánh giá cao về cái dịch vụ y tế ở Nhật cả. Thì một trong những cái điều mà nó dở hơn ở Việt Nam của mình nữa đó chính là cây test nhanh á mọi người. Ở Việt Nam của mình có thể cây test nhanh á, nó khá là chính xác. Nhưng mà ở Nhật thường á, cây test nhanh nó hoàn toàn là không chính xác luôn á. Tại vì nhà mình 4 người test nó đều ra âm tính cả luôn, cả 4 người. Nhưng mà khi mà đi PCR về á, thì cả 4 người đều bị dính Covid hết. Và đây cũng không phải là cái trường hợp duy nhất mà bạn bè của mình ở Nhật bị. Thậm chí có gia đình của anh chị của mình cũng vậy nữa. Test không phải là một lần mà test tới hai lần và hai loại cây á, test nhanh ở Nhật luôn á, nhưng mà nó vẫn cho ra âm tính. Cuối cùng đi PCR về á, thì lại cả gia đình đều bị kết quả là dương tính, bị nhiễm Covid. Cái việc mà nghỉ về Covid á, thì chắc chắn là ở bên Nhật bất cứ hầu như công ty nào cũng vậy, nghỉ về Covid thì sẽ không bị trừ lương và cũng không có bị trừ kiêu. Tụi mình cũng vậy. Nhưng mà Bông thì Bông thấy là cái việc mà khi mà mình chích xong hai cái mũi vaccine á, thì cái triệu chứng của nó không rõ ràng. Đặc biệt là ở Nhật bây giờ nó đang còn cái vô cái mùa mà dị ứng phấn hoa á mọi người, cho nên là nó hơi giống với cái triệu chứng của dị ứng phấn hoa. Và Bông lúc đầu Bông cũng nghĩ là Bông đau cái mũi này là cũng vì dị ứng phấn hoa thôi, không ngờ là bị dính Covid á. Rồi thêm cái mùa của dịch cúm influenza. Rồi nó như như nó trông giống như là cảm mạo thông thường thôi, tại vì nó không có sốt mọi người à. Tụi Bông ở nhà thì tụi Bông đo thì cứ lên 36 độ, 36 độ hơn chút xíu thôi chứ nó không có sốt. Nhưng mà tới lúc mà đi PCR về thì cả đám là coi như là bị dính Covid hết trơn luôn á. Cho nên á, nếu để đảm bảo mọi người có triệu chứng như là ho, đau họng, mặc dù không có sốt nhưng mà cảm thấy nhức cái lưng. Thật ra là bây giờ Bông nhức cái lưng kinh khủng luôn á. Ở mãi trong người, đau mũi, đau họng thì mọi người cứ đi PCR cho chắc nha. Ngày hôm qua thì Bông đi PCR ở trên Nam Bà. Thì ở trên đó là nó hoàn toàn miễn phí, mọi người lên trên đó chỉ cần check cái code ở ngay trước cửa rồi mọi người đăng ký thì khoảng tầm 5-10 phút thôi là mọi người vô, mọi người lấy mẫu test rồi họ sẽ báo về email cho mọi người luôn. Mọi người muốn đi kiếm những cái chỗ test mà miễn phí như vậy thì mọi người cứ lên mạng mọi người search thì nó cũng sẽ ra. Còn về cái vấn đề triệu chứng của Covid và hậu Covid thì Bông vẫn đang bị mới ngày thứ hai thôi, ngày thứ ba thôi, cho nên Bông cũng chưa có biết được là triệu chứng hậu của Covid nó như thế nào. Nhưng mà triệu chứng khi mà mình bị á thì từ từ cái họng của các mọi người sẽ bắt đầu đau trước, khô trước và cực kỳ khát nước. Không hiểu sao luôn á, tự nhiên khát nước kinh khủng khiếp luôn đó mọi người à. Khát nước sau đó, sau khi khát nước xong uống bao nhiêu cũng không đủ thì bắt đầu triệu chứng là khan cổ, đau họng. Nhưng bạn nào đau á, cố gắng đừng ho. Các mọi người cố gắng kiềm đi, tại vì nếu như mọi người đã ho rồi á, là nó ho nguyên một giây và ho hoài, ho và nhức phổi luôn. Từ hôm qua đến giờ Bông rất là muốn ho nhưng mà Bông phải kiềm. Thêm một cái nữa thì mọi người có thể mua phòng hờ những cái thuốc ho, trị ho và trị cảm ở ngoài nhà thuốc trước. Những cái chai nước uống siro, cái đó bảo ông thấy cũng ổn. Thì nếu như có triệu chứng như vậy thì mọi người đi ngay ra nhà thuốc và mua liền luôn. Về thì mọi người có thể là uống, chuẩn bị những cái như là miếng dán hạ sốt, thuốc hạ sốt nè, rồi thuốc ho, thuốc cảm, cái kiểu mà để hạ những cái đó ra xuống thì mọi người mua và chuẩn bị trước nha. Thêm một cái nữa là mọi người triệu chứng thì nó không có rõ ràng nhưng mà ở đây Bông thấy là sẽ là ngày đầu tiên chỉ là bình thường thôi nhưng ngày thứ hai thì bắt đầu là ho nhiều hơn và bắt đầu có sốt. Đặc biệt là sốt sẽ lên tới 37 độ rưỡi, 38, thậm chí là 37 độ rưỡi, 38 độ. Thì những cái này khi mà mọi người bị thì ngày hôm qua thì khi mà Bông hỏi một số bạn của Bông ở Việt Nam làm về bên y tế, về điều dưỡng ở Việt Nam của mình đó, về y sĩ á, thì bạn có Bông nói là có xông, nhưng mà xông thì là một ngày xông một lần hoặc là cách ngày chứ không phải là xông nhiều lần là tốt. Xông nhiều lần nó sẽ ảnh hưởng đến phổi của mình, sau này nó sẽ để lại rất là nhiều cái không có tốt, cho nên là xông thì mọi người xông một ngày một lần thôi cũng được. Thì ngày hôm qua đến giờ thì Bông cũng có xông, may mắn là ở gần nhà Bông thì có ngải cứu nè, có sả tươi nữa, cho nên là Bông xong với ngải cứu sả tươi rồi Bông mua cam á, về Bông ăn thì Bông giữ lại vỏ cam rồi cắt thêm gừng vô
Đó là như vậy. Tại vì ở Nhật á, cái việc mà kiếm cái cây ngải cứu á, thì nó vô cùng đơn giản. Ở ngoài đường có nhiều lắm. Cho nên mọi người cứ ra đường hái ngải cứu về nha. Chạy ù ra ngoài công viên á, là nó có rất là nhiều ngải cứu. Về sông cũng rất là tốt luôn. Còn nó khi mà mọi người bị như vậy thì mọi người đừng có nằm nhiều, thật sự là nằm là uể oải lắm luôn. Bông thì từ hôm qua đến giờ bông cũng dậy, bông vận động dọn dẹp nhà cửa nè, tập thể dục nè, bông vẫn tập thể dục mặc dù là nó không, bài tập nó không có nặng, nó không có cường độ cao, nhưng mà cũng tập để giữ gìn sức khỏe của mình. Thật ra thì bông bị thì bông cũng nhẹ thôi mọi người à. Tới ngày hôm nay thì ngày hôm qua bông có sốt nhẹ, qua tới ngày hôm nay thì người nó hơi bắt đầu là nhức mỏi toàn thân. Đau đầu thì bông chưa có thấy đau, nhưng mà đau họng thì rất là đau họng, thật sự rất là đau họng luôn á. Cho nên là mọi người ráng giữ gìn sức khỏe nha. Mùa này ở Nhật dịch rất là nhiều, công ty của bông rất là nhiều người bị nhiễm luôn, nhà bông 6 người luôn á. Cho nên trong cái mùa dịch này bông hy vọng mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe nha, cố gắng khỏe mạnh. Tại vì mặc dù là mình tiêm vaccine nhưng mà hậu Covid sau này thì nó cũng rất là đáng lo ngại, mình lo cái sau này. Cho nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, mạnh khỏe. Bye bye.